cũng làm việc lớn á, cố gắng đừng có lấy vợ, chọn vợ cho nó đúng, bởi vì cái giới hạn của người phụ nữ ấy, nó sẽ kéo mình xuống luôn. Rồi nó lấy con, lấy cái, lấy tình cảm, rồi đôi khi rồi nó ràng buộc, nó kéo xuống đó. Nên cái giới hạn đàn ông Việt hiện nay ấy, là giới, chính là giới hạn của người phụ nữ, đại đa số không thoát được đâu. Đừng có giỡn nha, cái nói cái vòng này là cái vòng ghê gớm lắm ấy. Nhưng mà người ta kêu là phía sau người đàn ông thành công là một người vậy thôi thì đương nhiên là đằng sau như vậy, nhưng mà sau tan hoang có người đàn ông là cũng là người phụ nữ thôi. Tuy nhiên là em thấy là có rất nhiều trường hợp là các vị nhân là phụ nữ và rất là nhiều người tài giỏi. Người ta phải đồng điệu chứ, cái đó là đồng điệu chứ, nên là qua nói mà ít lắm, rất ít nha. Nên khi phải chọn, còn nếu chọn được thì ở giá đi.